Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi tiếp tục cái bài học tiếp theo trong khóa học lập trình làm cái site thời trang sử dụng công nghệ là Bootstrap, GPD và SAS. Thì ở bữa trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn là về cái sử dụng extend kế thừa trong ngôn ngữ SAS. Thì các bài trước từ bài 5 tới cái bài 7 thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SAS. Thì trong ngôn ngữ SAS thì nó còn có một số cái thành phần khác, thì các bạn có thể vô đây và tự tìm hiểu thêm. Tôi thì tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn một số cái thành phần cơ bản và quan trọng thôi. Đó, thì các bạn thể vô đây để tìm hiểu thêm. Các bạn nên tự học để mà phát triển thêm kiến thức cho mình. Đó, cũng như là khi mà các bạn học ở trường, không ai mà có thể hướng dẫn cho các bạn hết mọi kiến thức được, và các bạn phải tự học, tự tìm hiểu thêm thì mà các bạn mới có được nhiều kiến thức. Thì tôi chỉ hướng dẫn trong cái phần chat này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn các thành phần cơ bản và quan trọng của nó rồi. Thì ở hôm nay là buổi 8 thì tôi sẽ làm một cái demo create cái flower shop, tạo ra một cái trang flower shop đơn giản sử dụng SAS, Bootstrap và jQuery. Thì tôi sau cái buổi này thì buổi sau thì tôi sẽ chính thức đi hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang. Thì để mà đây là một cái demo nho nhỏ, cái demo tạo ra cái trang flower shop này là một cái demo nhỏ nhỏ để cho các bạn hiểu sâu hơn. Thì đây là cái trang flower shop mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm trong buổi hôm nay. Thì ở buổi trước thì tôi đã hướng dẫn, buổi 7 thì tôi đã hướng dẫn các bạn về cái sử dụng extend. Thì buổi 7 thì tôi có cái đồ z là demo extend như vậy. Thì hôm nay thì tôi sẽ copy cái đồ z này, tôi paste vào đây rồi tiếp theo tôi để tên cho nó là flower shop. Tiếp theo thì tôi sẽ đi mở cái app lên, tôi sẽ mở cái app lên và tôi sẽ đi loát cái đồ z rồi. Thì tôi sẽ loát cái đồ z flower shop rồi. Rồi tôi sẽ in cái input folder thì tôi cũng chọn lên cái folder SCSS. Rồi cái output folder thì tôi chọn lên cái folder CSS. Rồi tôi click cho OK. Cái chỗ environment thì tôi chọn là development và tôi chọn là expanding. Rồi tôi click cho đây để mà tôi run project. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở cái trang này lên và tôi sẽ tiếp tục xây dựng cái trang flower shop dựa trên cái trang này. Rồi tôi cũng mở cái trang này lên. Đó thì bữa trước thì đây là cái code bữa trước mà tôi demo về cái phần extend sử dụng kế thừa trong ngôn ngữ SAS. Thì bữa này tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái đồ z này để tôi tiếp tục làm. Thì tôi sẽ tiếp tục đi viết code cho cái trang index. Chỗ này thì tôi sẽ có cái đèn đít. Và trong cái div này thì tôi có cho nó cái class là tôi cho nó là section banner. Rồi bên trong nó thì tôi lại có thể div nữa. Rồi tôi sẽ tiếp tục viết code. Thì bên trong này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi bên trong này thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Div này thì tôi cho nó cái class là bằng colon xs cho là 8 và colon small, small thì tôi cho là 6 con. Rồi tiếp theo là colon medium thì tôi cho là 3 con và colon net thì tôi cho là 3 con. Thì cái chỗ này thì tôi sử dụng cái class này, cái class này là khoảng class như là row, rồi class là column small 8, column small 8 và column small 6, column medium 3, column large 3. Thì đây là cái class của thằng Bootstrap. Thì đây là cái áp dụng cái việc mà chia lưới click, chia lưới dạng click layout của thằng Bootstrap. Thì khi mà chúng ta chia như vậy, nếu mà các bạn nào chưa biết về cách chia layout thì các bạn có thể vô cái trang chat Bootstrap còn và các bạn tìm hiểu cái việc mà chia layout ở trong Bootstrap. Các bạn vô phần CSS. Rồi, các bạn tiếp tục đi đến cái phần Rig System này để mà các bạn hiểu về cách chia lưới ở trong thằng Bootstrap này. Thì ở đây tôi cho nó column small 8, tức là ở các màn hình mà có kích thước mà siêu nhỏ thì tôi sẽ cho nó cái phần này,
cái phần này sẽ chiếm là 8 cột, và các màn hình là small, màn hình nhỏ thì tôi cho là chiếm là 6 cột. Đó. Rồi cái màn hình medium thì chiều rộng của nó thì tôi sẽ cho là chiếm 3 cột, và màn hình lớn thì tôi cho là chiếm 3 cột. Nếu mà các bạn nào chưa về biết về cách chia rig thì có thể vô đây tìm hiểu, hoặc là vô cái kênh YouTube của tôi để mà tìm hiểu. Trong kênh YouTube của tôi thì các bạn cũng có thể đi vô cái phần đây, học Bootstrap trong quật để các bạn đi nâng cao. Thì ở đây nó có một cái bài về chỉ về cái cách mà chia rig ở trong NEO. Đây này, thì cái bài 13 này, đây là buổi 3. Cái buổi này thì tôi hướng dẫn về cách mà chia rig ở trong chia NEO tích chặn lưới ở trong đây, chia mỗi cục cho cái NEO. Thì bữa nay thì tôi sẽ không hướng dẫn dài dòng ở chỗ này, tôi sẽ đi tiếp tục. Tiếp theo thì ở chỗ này thì tôi sẽ cho nó cái thẻ NAP. Rồi trong cái NAP này thì tôi cho nó cái class là bằng main NAP. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ H3. H3 này tôi sẽ cho nó cái nội dung là on category. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi sẽ có thẻ UL. Rồi thẻ UL này thì tôi có cái class cho nó là bằng main NAP UL. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái thẻ NI. Rồi tiếp theo thì bên trong nó là tôi có thẻ A. Rồi tôi sẽ cho nó cái HREF là bằng thằng rồi. Rồi tôi sẽ cho nó cái nội dung là, ví dụ như tôi cho nó đầu tiên là fresh now ở cái menu là fresh now ở. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ copy cái thẻ NI này xuống. Tôi sửa lại cho các menu nữa. Tôi copy hai cái giống nhau. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ sửa cái chỗ này thành visit tower. Tiếp theo thì tôi có cái ví dụ như là row lower. Rồi tiếp theo thì tôi có ví dụ như là carnation. Nào, cái này là hoa cập chướng chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi có cái luxury row chẳng hạn, hoa hồng cao cấp chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi có cái luxury row chẳng hạn, ví dụ tôi có thêm mấy cái loại hoa cao cấp khác chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi có cái chẳng hạn như là cái rau ở for lover chẳng hạn, cho người yêu chẳng hạn. Hoặc là tiếp theo thì tôi có cái flower for ceremony, tức là cho cái ngày lễ kỷ niệm gì đó. Rồi tôi cho save. Tiếp theo thì tôi sẽ đi mở cái trang index này. Đó thì cái phần menu nắp 3 hiện giờ nó như vậy. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết style cho cái phần nắp 3 này. Thì tôi sẽ đi vô cái file style. Thì tôi sẽ di chuyển cái tab này sang một cái view khác. Thì tôi sẽ mở hai cái trang như vậy cho tôi viết style cho nó dễ hơn. Thì đầu tiên thì tôi có cái section banner này. Thì tôi sẽ đi viết style cho cái section banner này. Thì đầu tiên thì tôi có cái width cho nó. Width cho nó thì tôi cũng cho là 87%. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt in. Mặt in thì tôi cho là 0, tôi cho là auto. Rồi tôi căn nề cho nó ở giữa. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi sẽ đi refresh để trình duyệt. Đó thì nó đã căn nề lại cho tôi như vậy. Rồi nó căn lại cái chiều rộng cho tôi như vậy. Tiếp theo thì tôi có cái class là main app. Rồi sẽ viết style cho cái class main app. Rồi cái bên nát thì tôi sẽ cho nó cái bếp cao. Cao thì tôi cũng có thêm mã màu cho nó. Thì tôi cho nó lên trên này. Tôi sẽ sử dụng cái màu là Bay Blur Color. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái width là bằng 270 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái height
Tôi cho Nga bằng 580 pixel. Còn tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt kính top. Mặt kính top thì tôi cho là chỉ 20 pixel. Đó, thì tôi cái style cho cái main app này như vậy. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi đi khác là chỉnh dạng. Đó, thì cái phần menu style bar. Thì cái phần menu style bar nó đã chỉnh lại cho tôi như vậy. Tiếp theo thì tôi bên trong cái main app này. Bên trong cái main app này thì nó có cái thẻ UL, có thẻ H3. Thì tôi sẽ viết chỉ tài cho cái thẻ H3. Thì tôi sẽ viết chỉ tài cho cái thẻ H3 ở đây. Thì tôi sẽ cho nó cái background. Thì tôi cho cái màu của nó là thăng Y8 1D22. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi sẽ refresh lại việc. Đó thì cái phần H3, cái phần title on category này đó thay đổi cái background của tôi. Và tôi sẽ cho nó thêm là cái padding. Tính là padding thì tôi cho là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái color, cho là white. Rồi tôi click vào save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái phần title và cái menu sidebar nó đã thay đổi lại cho tôi như vậy. Tiếp theo thì là đến cái thẻ UL, thì tôi sẽ viết cho cái thẻ UL dưới này. Thẻ UL thì tôi cho cái padding, tôi cho là 0. Rồi tiếp theo thì cái nick tag thì tôi cho là none. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi đi test lại trình duyệt. Đó thì nó thay đổi lại cho tôi như vậy. Tiếp theo thì trong cái thẻ UL này thì đến thẻ NI và đến cái thẻ A thì tôi sẽ viết style như sau. Tôi sẽ có thẻ NI rồi tôi sẽ có cái thẻ A. À, tôi sẽ viết style như sau. Đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái color. Thì tôi cho cái màu cho nó là tôi sẽ cho nó thêm một cái mã màu ở trên này. Là bay không color. Đây là thằng số 6. Vâng, tôi sẽ sử dụng cái mã màu này. Tôi sẽ đi xuống dưới và chỗ này tôi sẽ sử dụng cái mã màu này. Và tiếp theo thì tôi có cái không family. Không family thì tôi cho là Ariel, không Ariel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái header facing. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái test decoration bằng 0. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái phông quay. Tôi khoảng trong phông quay đi. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái display bằng 0. Rồi tiếp theo thì cho nó cái padding. Đầu tiên này tôi cho cái tính tóc là 10 pixel. Rồi, quyết định tay là 0. 0 pixel. Rồi, quyết định to tầm là 10 pixel. Rồi, quyết định nét là 20 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái border. Tôi cho size cho kịch. Tôi cho size và tôi defect trình duyệt. Đó thì cái phần menu sidebar nó thay đổi như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái border và bottom. Thì tôi sẽ thêm như sau. Thì tôi sẽ có là border bottom. Thì tôi cho nó cái size là 1 pixel. Và cái kiểu thì tôi cho là solid. Rồi cái màu thì tôi cho nó cái màu là border gray color. Tôi cho nên trên đây là tôi thêm cho nó cái mã màu là border gray color. Thì tôi cho nó cái mã màu như sau. Thăng CCC. Rồi CCC. Rồi tôi sẽ sử dụng cái mã màu này. Đây, tôi sẽ sử dụng mã màu này. Và tôi click vào save. Rồi tôi đi theo trình duyệt. Đó thì nó đã thêm cho tôi cái border bottom như vậy. Rồi tiếp theo thì khi mà tôi hover vô mấy cái menu sidebar này thì tôi muốn cho nó có cái hiệu ứng màu gì đó thay đổi thì tôi làm như sau.
Tôi sẽ cho cái thẻ A, 2 chấm hover, viết nhân như vậy. Rồi tôi cho nó cái background. Thì tôi cho nó là order gray color luôn. Tôi cho nó cái mạng màu này. Và tôi cho sạch. Rồi tôi đi phép và trình dạy. Rồi bây giờ tôi hover này đó. Hover này thì nó có cái màu xám đậm đậm lên. Thì trông nó đẹp hơn.